Tiếp tục buổi trưa nha anh em. Trưa ngày mùng 4 em lên tiếp tục mà một ít đồ quần áo. Đây là con áo bay. Con áo này không có đủ hàng con nào hết nha. Nói chung là dòng này có nhưng mà hiếm lắm. Hôm rồi em có lên rất là nhiều nhưng mà nó hiếm. Dòng của thằng Trực Thăng á. Áo này vai lấp lăng không có đo được vai. Áo rủ mềm mại, chất vải kháng lửa nha anh em. Vai của nó là 79. Đấy, vai 79 mà 300.000 mã 29. Cái này là thông thường ở áo rằn ri multicam mà cọp trắng gì đều có, nhưng mà thi thoảng mới có một con, không phải là dễ có đâu nha. Bận đặc biệt là anh em ở vùng nào mà nóng bận rất là mát. Ở đây là mấy miếng dán để dán tem, dán cờ, dán quạt của nó, 70 đến 80 kg, chốt 300 mã số 29. Mới hàng đầu like giùm em con này nha. Ba trăm nghìn. Tiếp một con áo beo, chú cho con beo ghi lên này hơi bị đẹp luôn nè. Beo ấm, ấm ấm nha, không phải là áo mỏng đâu. Beo ấm ghi lê, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời. Con này là vai của nó là 53. Dài áo tới 80, tức là cao 1m74 trở lên. Dùng dòng này dùng bằng dây kéo. Ở trên này tem của nó này. Tem này. Con này ta đọc tem chứ. Beo này thông thường là beo của Úc. Beo này là beo Úc. À, trong này không có đọc được cái gì hết. Nói chung là beo này là beo của Úc. Beo Úc nha em. Beo Úc này mắc lắm á. Beo của Úc rất là mắc. Ở trong là ấm nha. Anh em mà bận mùa đông thì bận cái áo khoác. Ui, bươi tôm nữa hả? Bươi tôm nè. Vì điều đà quá à. Con này về anh em mà thích, nếu như thích chịu chơi thì để về luôn. Còn không chịu chơi mình chơi lên like ngang đi nhá. Mình lên một like cho nó đẹp. Ở đây có hai cái túi này. Trời kẹo hả. Đó. Rồi con này là 85, 75, 85 kg. Chốt cho em con này 400 ngàn mã 17. Con này đẹp á. Áo ấm nha. Áo hai ba lớp, nó trần len ở trong á. Anh em bận áo lót ở trong mà bận thêm một con áo này ngoài nữa. Ấm áp. Mã 19 nha anh em. Tiếp một con này nữa nè, mùa đông giờ sang mùa hè nè. Con này là lá cây khô. Ngụy trang nha. Ngụy trang mà sao có cái dây yếm ở đằng sau như kiểu đàn bà vậy ta. Rồi vai của nó là 48. Dài áo là 65. Áo này mỏng có hai lớp à. Áo này ông nam nhưng mà không hiểu sao có cái dây này. Dây này anh em mới là anh em đôn về như thế này. Nhưng mà áo này giống áo vét của nữ quá. Không. Giống áo vét của nữ à. Em cột hơi bị sai. Con này là cài bằng cúc thôi. Đây. Lá cây khô này giống lụa lắm. Con này 80-90 kg. Nhưng mà em 55 kg vẫn được. Anh em mà nhỏ hơn vẫn được nhá. Tức là dưới 80-90 kg, 70-80 vẫn được. Bẩn nó rủ cho nó không có phùng phình anh em. 300.000 mã 20. Con này mà đẹp chứ. Con này mà đẹp chứ. Thắt lại đi. Không em thắt này là chưa có đúng rồi. Chưa đúng kiểu rồi. Mã 20. Con này lá cành khô. Nam nữ gì bẩn được hết. Không phải là quần nữ đâu. Nhưng mà cái dây thắt á. Đáng lẽ là nam là phải có đai. Tiếp một con áo nỉ. Áo này gọi là thế chiến của lính Mỹ nha anh em. Vai 54. Dài áo 80. Mùa đông cực kỳ ấm và hai lớp này. Dòng này có tem á. Con này có tem trong này. Tem xanh. Này lúc dẹp. Con này to. Áo này có những dòng nó sót, có những dòng không có sót nha. Nhưng mà bận vào là nó nhột nhột á. Con này to. Con này bận nó vẫn nhột nhột chỗ tay thôi.
rồi 80-90 kg luôn. Áo còn 93-95% được, không có lủng rách, không có gì hết. Chốt 350 mã 16 ạ. Con này khoan để em coi, cái con này là cái tem màu xanh này thì tem đời sau này. Nhưng mà hàng thế chiến thông thường là những cái dạng tem in và tem ấy, còn tem màu xanh này thì nó lại dòng đời sau này chứ không phải đời trước nghe nghe. Năm 75, 350 mã 16. Nói tóm lại là con đấy là con đấy. Tiếp một con này là áo combat. Con này của bán tỉa anh em này. Con này của bán tỉa nha. Áo combat màu đen giữa thun hai bên là bằng vải. Con này nhỏ chích ép à, 40-50 kg có lọt trong trời. Vai bề ngang có 45 à. Chiều dài là 66. Dây kéo cổ nha. Con này không phải của Mỹ đâu. Con này không biết nước nào luôn mà tem thì mờ rồi. Con này không phải của Mỹ đâu. Con này được 40-50 kg thôi. Rồi, ai ưng thì chốt con này dùm em. 400.000 mã số 17. Dây kéo cổ là ngon VIP rồi nha. Dây kéo cổ này là bệnh mùa đông là ấm lắm. Mã 17 ạ. Tiếp con này của Mỹ thì toàn bộ là thun, size của nó là M. Combat ACU thun toàn phần nhá. M là 60-65 bình thoải mái, 70-80 bình body. Bề ngang của nó là 55. Dài áo của nó là 70. 55-70. Rồi, đều và đẹp hết anh em. Con này được 93%. Chốt giùm em 90-93%, 300.000 mã 18. 300.000 mã 18. Tiếp một con này, con này giống con bữa hôm em bận like luôn này. Con này bằng len à, không phải len, nó là mùa đông. Nó trần đường như kiểu một lớp mút, lớp len gì nó trần với nhau thành hai lớp ha. Áo này thì nói mới thì cũng không phải mới lắm nữa. Nó của Mỹ nhưng mà nó được tầm 90. Khoan, để từ từ em coi sao em thấy. À, em hiểu lý do tại sao rồi. Con này sao có một lớp đường trần như thế này ta. Con này nó hơi kỳ cục nha. Bữa hôm em con, có con thì nó xanh đậm như thế này này. Và con này ở nó vàng nhạt như trên này này. Và ở dưới line này nó may rin của nó như vậy á. Nó may lên một đường, anh em nhìn thấy không ạ? À? Anh em có nhìn thấy không ạ? Đây là có một lớp đây nữa nè. Nó may trần thêm một lớp nữa mà lên tới đây thôi. Không phải là nó cắt khúc trên mà nó còn nguyên rin như vậy luôn. Nó may từ đây. Và nó là hai màu, vốn chỉ là hai màu á. Màu này em nhìn thấy đậm hơn và trên này nhạt hơn không? Đấy. Bề ngang là vai là 57. Ngang vai 57, dài áo chỉ có 60. Con này em bận cũng vừa. Đây là mặt trước nha. Con này 65-70 vẫn vừa. Và 80 cũng vừa body luôn. 600.000 mã 15. 600.000 mã 15. Con này hơi bụi nha. Con này giống cái màu của mền bịt kích thôi anh em. Con này 93% nữa thôi. Do cái màu của nó, anh em nhìn thấy hai màu nó khác nhau á. 600.000 mã 15 ạ. 600.000 mã 15. Tiếp một con áo nỉ này. Hồi nãy là con áo nỉ, áo già màu xanh rêu. Con này là màu xanh đen. Mà không phải hàng cấp phát của lính đâu nha. Con này của nước nào á, không phải của Mỹ đâu. Và của Mỹ thông thường nó có cái vai đắp lấp lăng ở chỗ vai á. Con này là vai 46. Dài áo 73, line không có lên nhưng em, line nó buông, nó thả xuông vậy á. Không có vắt sổ, à nó vắt sổ chứ nó không có
không có đạp lên lai nha. 200.000 mã 30. Màu xanh đen đều màu. Con này bẩn mùa đông nhá. Mùa đông bẩn ấm lắm. Đấy, con này là 50 đến 60 kg thôi. Tà bầu ha. Chốt 200.000 mã 30. Con này của lính, con này thì không biết của ai không biết. Về giặt dùm em cái là ok à. Tiếp con này rần ri vải caro. Rần ri caro tem nhiều này, anh em mua áo lấy tem này tranh thủ chốt nha. Vai của nó là 50. Dài áo là 76, con này 100 cô tông lửng á. Mới thì không lắm nhưng mà nó con này được 93% nữa thôi. Tem. Tem vai, tem cổ. Con này tem vai, tem cổ nha anh em. Con này được có 93% nữa thôi. Bẩn 100 nó cực kỳ mát luôn. Một cặp tem cổ này. Vai hai cái là 4 cái, 6 cái, 7 cái. 350 cái con áo này 70 đến 80 kg. 350 bán con áo này 500.000 mã 28. Ai ưng chốt nha. Cái cặp tem anh em nhìn này. Tem dù. Tem dù. Áo của Mỹ đã qua sử dụng anh em. Chốt 500. Cái dòng 100 cô tông nó mát lắm nha. Nó không giống như vải thường đâu. Tiếp một con này mùa đông ấm này, lá cây rừng. Lá cây rừng nha anh em, ấm ha. Con này thì được cỡ tầng 10 độ. Vai của nó là 48. Dài áo là 68, siêu nhẹ luôn. Nó nhẹ từng luôn này. Con này rất là nhẹ, 300.000 mã 27. 300.000 lá cây rừng nha anh em. Đều và đẹp, không có lầm lỗi gì hết. Con này lá cây rừng tôi chưa, em cũng không biết là nó của ai hết nha. Đấy, form này nó phối màu như kiểu trẻ trung lên một chút. Rồi con này là 60 đến 70 kg, ấm lắm. Trời ơi, giờ đang lạnh lạnh mà quất con này vào. Nó nhẹ như lông vũ, anh em hay bẩn áo lông vũ. Nhẹ tưng từng luôn. Chốt chùm em con này 300.000 mã 27. Con này đẹp lắm này. Nhẹ mình bẩn nó không có ảnh hưởng sức khỏe phải không em? Tức là mình không phải đưa sức ra để vác con áo ha. Mã 27. Tiếp con này mùa hè nè, mỏng mát thôi. Bữa nay like có mùa đông và mùa hè nhé. Con này là lá cây, khúc cây. Vai 57. Vai 57, dài 76. Lá cây, khúc cây, 4 túi nha anh em. 4 túi nha. Con này là đừng có coi thường nó, chứ nó là mát lắm. Cái chất vải của nó bền rất là thoáng mát. Có cái là anh em nào cần đi rừng, đi ngụy trang thực vật, à quên, động vật, người động vật thì cứ quất con này. 250 mã 26. Nó 4 túi, mình đi đâu mình cũng bỏ phụ tùng được ha. Size 2X lát lửng. Mấy dòng này hay nói chung là em ít khi nói là của Mỹ hay không Mỹ lắm, nhưng mà cái này hết 90% là của Mỹ này. Con này là 80-90 kg. Sao một cái nút bòn bòn đây rồi. Em bỏ cái nút vào trong túi nha. Anh em nào có đơm thì đơm dùm em cái này. Nó bị bay mất một cái nút ở trên nắp túi á. Con này nút của Mỹ. Của Mỹ luôn. Em không có nhìn mà thấy cái nút của nó nè. Không. Chưa có coi tem đâu. Mới coi tem, coi sơ sơ thôi. Nhưng mà cái phong, cái bịch của nó là thông thường là của Mỹ á. 250 mã 26 nha anh em. 250 mã 26. Tiếp một con compact của lính Mỹ ASIU. Toàn bộ là thun hết nha. Con này nó không có được mới nữa này. Cái vải của nó kiểu nó mong manh lắm rồi. Con này nhìn nó cũ kỹ lắm rồi.
con này được 85% nữa không? Ừ, nhìn nó không mới lắm nha. Size M. M là 60-65kg. 70kg là bận body. 70 đến 80. Bề ngang là 53. Bán giá lao động dài 75 về bận lao động 300.000. 300.000 mã 25. Nói chung là nhìn màu của nó, nhìn nó không có mới mẻ cho lắm nữa nha anh em. Anh em nhìn kỹ giùm em này, nó không có rách lụng cái chỗ nào hết á, nhưng mà nhìn cái màu của nó nhìn như kiểu là nó dơ xong nó giặt, nó không có ra. Nói tóm lại là trong con mắt mình nhìn thấy nó không có đẹp, à không có mới. Mã 25. Tiếp một con áo mưa canh dưa, à áo mưa. Áo mưa này là mưa ướt nha. Áo này gọi là áo đi tuyết. Không phải áo gió mà cũng không phải áo đi mưa. Nó là thành phần là 100 ni lông nhưng mà nó sẽ đi vào thời tiết mưa nhỏ. Trong này có mũ nha. Mưa to là sẽ ướt. Anh em nào cần vác vào hay chạy vào buổi sáng trời sương á, con này túi giả không có phải túi thiệt nữa. 400.000 mã 24 mới kem xà beng luôn. Con này ở dưới này anh em có thể làm áo gió. Nhưng mà trời nắng 12 độ, 36 độ là anh em sẽ vừa mở luôn á. Chạy mở á, vì nó là 100 ni lông. Nhưng mà chạy vào buổi sáng thì hơi bị ok. Ở dưới này có cái dây bần này, dây rút này, anh em có thể rút về cho như kiểu áo gió. Áo gió anh em hay bệnh á, nó có tác dụng đấy, bo dúng à. Cái này mình cũng rút lại đi. Mới kem, vừa dán vừa ấy nè. Con này là 85, 75, 85 kí. Chốt giùm em con này 400 mã 24, mới kem à. Nói chung là đi mưa to là ướt ạ. Còn mà đi mưa nhỏ thì không có ướt. Anh em hay bán đá cây vắt, bán thịt. Bây giờ không tìm ra được cái môn nào nữa, cứ nói mấy cái từ này không ạ. Thực ra là em chỉ biết tới đấy để nói tới đấy thôi. Tiếp một con lá cây rừng này, áo chui. Áo chui lá cây rừng, họa tiết rất là sắc nét nha. Nhưng mà nó chui chứ không phải là chui mà dây kéo cổ nó rất bất mất tiêu rồi. Áo chui nhưng mà tới đây bẻ cổ vậy thôi chứ khỏi kéo cổ nha. Dây kéo là phải chọt cái kéo lại, dây kéo nó bị rơi ra rồi nè. Con này thì đẹp quá trời đẹp luôn. Giờ mình bận nhá, bận mình đừng có kéo vào. Mình đừng có kéo cổ mà mình bẻ cổ vậy thôi. Rất là đẹp. Con này vai lấp lăng không có đo được vai. Ở dưới là nó thun nha. Dài áo 76, rất là đẹp. Con này bẻ cổ ra là đẹp lắm thôi. Đấy. Nó nhẹ lắm anh em ạ. Nó mà ráp được dây kéo vào nữa thì thôi rồi ấy. Nó ráp được dây kéo vào như vậy thì đẹp lắm nữa này. Nhưng mà nó giờ chỉ có bẻ như vậy thôi. Hoặc là mình thay một cái dây kéo, cái đầu khóa khác. Nói chung là can thiệp được. Nhưng mà cái đầu khóa này, đầu khóa là giờ xích của quăng rồi, nó bị hư rồi. Áo này không biết của nước nào rồi nhá. Con này là 75-80kg. 75-80kg. Em đo bề ngang cái nào. Bề ngang tới 65. Bởi vì nó là thun nhưng mà nó không giãn nha. Thun nhưng không giãn. Dài áo là 77. Nó là nhung chứ không phải là thun. Rồi 75-80kg là bận. Bận chui được chứ còn 90 không chui được đâu. Chốt giùm em con này giá là 300 mã 23. 300 mã 23. Tiếp một con sơ mi lá cây rừng này. Chui cho à, bữa nay được nhiều lá cây rừng người ta. Con này sơ mi lá cây rừng hơi bị đỉnh luôn á. À, chơi độc chiêu này không có đụng hàng này bận ra là ra tay luôn. Vai của nó là 55. Chất vải cơ kỳ, dài áo là 80. Áo này không phải của lính nha. 100 made in China. Made in China, 100 cotton lửng đó.
cho anh em dòm này. Con này bẩn lên là nó ra kiểu tây này. Đấy, nó nối phối màu như thế này nhé. Có anh nào thích bay bổng không? Phong cách này đừng hiếm có lắm nha. Phong cách này là phải chịu bay bổng một chút. Rồi 8-90kg mới vừa. Con này chốt giùm em. Con này giá 250 mã 22, 250.000 mã 22. Con này đẹp lắm ạ. Vải đẹp, nhưng mà nó của China nha. Anh em để ý này, ưng là chốt, không có ép. Rồi con này là bằng nỉ cổ lọ, cổ chui, cổ chui dây kéo cổ á. Con này ở sau họa tiết của nó này đẹp không, sắc nét không, quá xuất sắc. Con này là 90kg, 8-90kg. Vai của nó là 51, dài áo là 75. Báo cáo anh em nha, 80kg. Con này nó rủ, nó không có phùng phình như kiểu là những con áo khác đâu. Nó là bằng một lớp thun, nhưng mà có sự co giãn rất là nhẹ thôi. Nó mát lắm, bận vào nó lạnh từ trên xuống à. Em 55kg, anh em nhìn em bận này, nó rủ, nó không có phình phòng ha. Đó. Nếu như mà nó chất vải khác thì chắc chắn là anh em phải bận đủ 8-90kg. Nhưng mà 60-70-80-90 chơi được hết. Nếu như 80-90 thì nó body căng như thế này, còn mình 70-80-60 thì nó tùng, nó rủ theo người mình như thế này. Anh em có thể tin được là em bận con áo này của 8-90 không? Chốt giùm em con này 300.000 mã 21. Thun rất là đẹp, dễ chịu nha. Bận vào rất là dễ chịu lắm. Nè, đừng có đùa lá cây rừng nha. Nó rất là bụi á. Bụi và đẹp lắm anh em ạ. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em tối nay 7 giờ nhé. 7 giờ ta lại tiếp tục giao lưu. Em cảm ơn, bye.